Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, thành phố Đà Nẵng chia làm hai đợt tiếp đón học sinh, giáo viên và người thân trở về tự túc phương tiện đi lại bằng đường bộ. Trong ngày hôm nay, gần 2.500 người ở hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế đăng ký trở về thành phố. Sau khi vượt cả trăm cây số, mọi người về đến thành phố đều chung tâm trạng vui mừng. Con ở Huế 5 tháng rồi, con rất vui vì được về Đà Nẵng để gặp lại các bạn và thầy cô và ba mẹ. Thì rất chí là mừng đấy. Nhờ đảng và nhà nước là tạo điều kiện cho các cháu về với ba mẹ đấy, để về được đi học đấy. Thì mấy ngày là các cháu đang hào hứng cái chuyện học hành nên mừng. Sáng nay tại các chốt kiểm soát ra vào thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng thực hiện nhanh các yêu cầu về thủ tục và cập nhật số người trở về trên hệ thống quản lý. Nhiều giáo viên, học sinh cùng người thân sau khi khai báo y tế trên hệ thống trực tuyến đều được test nhanh kháng nguyên. Tại chốt kiểm soát trên đường Tạ Quang Bửu, quận Liên Chiểu, dự kiến đón hơn 1.770 người trong ngày hôm nay và sẽ có khoảng 4.000 người qua chốt trong 3 ngày tiếp theo. Công an thành phố đã phối hợp với Sở Dục Đào tạo, Sở Y tế sẽ bố trí thêm. Trước đây thì có 5 cái chốt để test nhanh, thì bây giờ là bổ sung thêm. Em có vị trí trùng, tuy nhiên lực lượng sẽ tách biệt. Ví dụ như chúng ta đang đứng ra là tại chốt C1, thì trước đây là toàn bộ các phương tiện đều hướng dẫn về chốt C1 chỗ công nghệ cao để tách nhanh. Tuy nhiên đây là trong đợt này thì mở lại chốt C1 để tách nhanh. Bên cạnh chốt C1 này thì sẽ còn chốt C6 từ nhánh Hòa Khương xuống. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, hiện có khoảng 20.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ đi cùng đang ở các địa phương. Để hạn chế tập trung số lượng lớn tại chốt cùng một thời điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã phân bổ số người trở về trong ngày theo các khung thời gian từ 6 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 20 giờ từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Ngoài cái việc mà chúng tôi gửi cái công văn cũng như thông tin đến phụ huynh học sinh, thì chúng tôi đã yêu cầu các cơ sở giáo dục nắm thật kỹ cái số giáo viên về cũng như số học sinh, để chúng tôi có từng cái tin nhắn đến từng người trong cái danh sách được về, và yêu cầu họ có cái phản hồi rằng là đã nhận được cái tin nhắn từ phía nhà trường về tế phòng giáo dục, để đảm bảo rằng là mọi người về đều được tiếp cận cái thông tin và biết rõ ràng là mình sẽ về cái ngày nào và về ở một cái chốt nào, để thuận lợi trong cái việc tiếp đón cũng như xét nghiệm và tổ chức cách ly sau này. Theo quy định, người dân trở về Đà Nẵng phải tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong quá trình di chuyển. Sau khi vào thành phố và đến nơi cư trú, người dân cách ly tại nhà 14 ngày, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 14 kể từ ngày về.